Welcome to Summoner's Rift. I'm centuries ahead of them. Mythic Shock on. Seconds until minions spawn. No turning back now. Trời ơi, bên nó sóc đam kinh quá. Mà bên nó cũng dây lắm. Nasus bây giờ tính là Nasus bị... Ui, Nasus xì tay về gì vậy em? Á được. À hả? Ủa? Cái này giờ mua được 5% thời gian hồi chiêu luôn kìa. À được. Style này được ấy. Không biết học học ở đâu rồi, để đây coi bạn đánh rồi. Được, được hồi mana với 5% thời gian hồi chiêu cũng được. Đầu tư lúc đầu farm. Lại giờ úp cái đấy là có tốc độ di chuyển, là có giáp mà đúng không? Có giáp có hồi chiêu mà đúng không? Ừ. Đúng rồi. Có giáp. Như đùa. Không đạo á. Đồ trí đấy, đồ trí đấy. Stina sức gắn tim 20GG đấy, các bạn đừng đùa. Chế con chim này cứ farm rồi luôn biết con luôn. Nè, cái giày mày, cái giày mày, mày cái giày không biết ra bắn cái nữa cho tụi bắn chứ, bắn nữa. Ê, vẫn được 3-4 cái luôn nha. Nào, mày. All systems charged. À, bạn chán là bạn không canh mình nữa mà bạn không riết. Dạ. Anh biết hai con ba con rồi. Bắn nè. Nè, bắn nè. Sao nữa? Bắn nữa nè. Đấy đấy. Ý, đánh nhau á. Chơi. Ý da, hai buồn nha. Lại chẳng ngon. Gì đây? Sao? Ơi hết máu, đi về bạn. Nó khôn rồi anh, nó vô ăn một con nhỏ xong nó ra nó đứng nó đợi em mà. Lại vã. Yeah, chết nha. Ý. Trời ơi. Ý về là luôn. Săn luôn rồi. Sao chơi? Để lệ nó luôn đó nè. Nó cầm ta le. Thôi anh để lại anh về mua đồ. Qua đây, qua đi. Nó gì chứ. Chi phát triển em rồi, giấy lắm. Mà gặp hết bắn chậu luôn. Thôi chứ. Ra để đập nó luôn, còn kiệt sức vậy nè. Sợ cái mợ gì. Không mà ra đây. Để em lên tàu thôi cho anh. Nè nè ra. Lên lên. Đập mày luôn, đập mày luôn. Trời ơi, chạy mất tiêu luôn. Cái gì? Nè. Cái này. Cái này. Chưa thằng bơm bình máu nữa nha. Chưa
Chết queo luôn rồi, lát đập mặt vào tường luôn kìa, thấy rồi nha. Thiệt chứ, 2k mốt tiền chưa về lên đồ nữa. Mà mấy bạn đánh không lại luôn. Thì khát đam quá. Thấy bạn mất lát rồi nha. Hay chứ. Chưa cần mất kiệt sức. I'm centuries ahead of them. Có con chim vẫn khuyên mập đang trông thật hung dữ quá, mặt sẹo đầu đinh, thích đánh nhau tối ngày. 76 rồi kìa. Chim đập bát chào mau bầm tim. Chim đập cô sân ca bầm xanh. Chim đập ăn thịt kè bầm đen. Chim đập chỉ sao nâu là bầm dập. Lùng. Chim đấy. Rồi lùng. Xác con mẹ nó lên. Này thì hát này anh em. Anh luôn đi. Này thì hát lại bắn mít cái quy luôn. Dính cái quy là đi rồi. Những cái quy là ý chỉ thành sống này nổ là chết queo rồi. Giết được thằng đó là không chặn được tường băng, chạy vô đây thằng xây tiếp mày bay vô là kiệt sức đập rồi. Nhưng mà trên lý thuyết là vậy thôi chứ thực hành đánh như cứt á. Thằng Châu được cái tao mồm thôi. Lý thuyết không à. Lý thuyết là vậy nhưng mà thực hành không được. Chuyên gia có cái tật không bao giờ bỏ được, thề xanh là quan game, xanh là cứ thích băng trụ xong chết ngu. Mình biết mình có cái tật đấy, không bỏ được. Hậu báo quen nè. Chui 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 chui. What the fuck, nó chạy luôn à? Móc ra. Đi à? All systems charged. À, cho gì mà ulti chết nè. Ui giời ơi. Chuyện hán. Chuyện hán. Thiệt chúng một cái là đẹp không. Give me the coordinates. Ây da. Ấy cái kiệt sức đầu game này mình chưa xài luôn hả trời. Đó lúc xài nè. Có trứng, có trứng. Còn thế nữa chứ. Chết. Sôi cam mất đồng tiền cho nó luôn. Nó về luôn á trời. Nó về luôn. Nó chắn máu đứng lại anh giết sao. Trời, có trứng rồi hả. Cà xuyến ở bên này nè. Bên ê, à, đây em ra xuống nó ra em. Thành cái quỳ nè. Xuống thằng cán sóc chết luôn. Xuống thằng cán sóc chết luôn à. À chưa chết rồi, em chết queo rồi. Ủa sao đồ mình sắp yếu rồi ta. Sắp bây giờ chết đi. Mày. Trời ơi. Không đủ nồi năng quý chứ. Sàng thật. Thì anh tính là em xuất ra em quy ra thì em đâu có chết đâu, tự nhiên em đứng trong đó luôn thì anh chịu rồi.
Cái chết lại một lần nữa, lý thuyết. Lý thuyết là sút chết vô, sút cái chết luôn. Mà thực ra nó không có chết. Ồ, Nasus không ăn revenge là ghê rồi. Win rồi. Nasus gắn team 20 GG. Nghe con chim nó thọt thôi, có gì đâu. Đậu xanh mình thọ. Anh đi mít mà lo gì. Sao cứ mỗi lần nè đánh được game đầu nó không lag, không biết là giờ lại lag. Đang công ty xuống. Dính. Gần chết. Anh đây đâu? Chỉ là gần chết thôi. Sao cái giật cái ta? Em bé bắn đầu lúc nào mình đánh cũng 200+ trăm. Trời ơi, gần chết luôn. Cầm mồm. Mày nghe tao hát không? Tao hát quá hay đi mà. Giật dưới ta. Em thấy đứng đây cấp to luôn. Em xỉu à. Non à. Nó giật ghê luôn á. Làm gì giật dưới ta. Tắt mấy cái clip mà này, đừng nhấn lát clip gì hết. Nắp mét nó tụt kêu á. Nữa hả? Trời ơi, gần chết. Đấy. Boss đã có mạng rồi, team mình đang dư mạng. Thế có mình em ngu thôi đó. Vàng 5 hay sao rồi thì vậy? Vàng lắm, hả có một máy đếm trận rồi. Có một máy có tí lên nè. Nó hàng gần 20 rồi nhé. Kẻ nó à, cái đàn ngày mai tới thì à. Em gái nào tươi lắm, nói chuyện tươi lắm. 50k mà nó cũng gửi à đàn cho á. 50k là cái tiền để mày đàn mày như hợp đồng mày ký để chắc chắn là mày sẽ mua. Lần đầu tiên thấy. Có như là phí ship hàng đó. Đó là mày đang đánh cái hàng nào? Hàng dạng 5 lên kim cương 5 đó. Chắc mày xí xí mày. Hình như vô alo nó lag hay sao trời. Mày dí phần cái hạt bạch kim 5 lên kim cương 5 là cái gì? Bình thường mình đánh bắt đầu không bao giờ lag. Để đó thì khách có để được cả mấy điểm này. Đưa ai ở đưa trong phát thì là tao lắm. Vàng 5 lên vàng 5 lên kim cương 5 mày đánh xong mày còn đánh hạt. Lên mặt kim 4 rồi. Thì đưa trong phát ấm luôn. Hay có cái hạt của ông logo nó dí phần dí tay anh tình sẵn. Hỏi chưa đánh trận này. Chết nha. Thằng người fan nó sống chết với cái trụ đầu tiên. Người fan nó là nó. Ngày xưa chứ. Ê, Untizin kìa, Untizin kìa. Người dí nữa. Ủa, thiệt cái thằng Kha'Zix này sao nó không dính Untizin này. Đen này. Xuống luôn nè em. Trời, em xuống nè luôn. Tới mà. Thường là tới rồi đó.
em thấy cái mặt nó em đưa cái rồi mà mặt nó đã chết rồi. Ủa? Em đá vô hình cho nó xong nó tàn hình luôn. Ủa ra mày mày cho ra mày mày cho mày có áo hay nào mà hôm bữa nó bắn em si đao em ơi. Đâu? Mày cho mày có áo hay nào ở đâu? Biết, đang đánh. Nhiều quá. Đang tập trung đầu bây giờ. Hỗn láo đi quan. Tôi ăn thôi. Để giết nước bên sau. Giết đang gánh tạ nhạt không? Em thấy em lặng đây em tập trung lắm hay. Đó là game đầu tiên múa mà múa không được thì xin phép. Anh Quang nha, kể mày anh Quang nhìn nó mất dạy lắm vô. Ờ nó kêu nào vô alo trong cái thằng kia nó hỏi ê mày ở đâu vậy? Cái thằng đó trả lời Bình Dương cây sao. Mày ở đâu cho tao xin địa chỉ mà kêu thằng đó vô alo luôn nha. Cái thằng không đó mà. Hỏi mày ở đâu mình vậy? Thằng đó kêu mình. Ờ kêu Bình Dương đó mày cho địa chỉ rõ ràng tao tới tao xin cái lâu tai mày cái cây đó. Nó mất dạy. Giờ thằng đó nó ở cây xăng Bình Dương tao tới tao đốt cây xăng mày luôn. Có vô alo nói chuyện chữ lộn như thật rồi. Bỏ cầu phím. Bỏ cầu phím. Nó giật quá. Ta thử ao alo xem nó có hết giật không. Alo liên quan gì. Grim dark future huh. Too easy. Đánh cái kiểu giật giật này khó chịu ghê. Khó nằm. Để đấy cho nó đi ra đường này. Kha'Zix ở đây. Đừng có chín nó làm ít nó phàm cái giết nó. Dĩ em, bay vô. Bọn nó là suy giá nó cào em phải chết. Chết không? Này. Nó flash anh. Nó flash anh. Anh còn lát thì anh giết nó rồi. Anh lát là anh bắn quy anh e lên lại là nó chết. Nó kêu tôn lọt. Nó kêu tôn lọt. Cái anh cứ thấy nó giật cái kiểu đít. Cái cú ghê. Nó bị anh bắn đánh bắn đồ lúc nào cũng 200 mấy á. Nhà này nó bị si ra. Ok anh Tôn. Kệ nó. Lâu luôn đi cũng được. Có rồng nước á chắc cũng chẳng tốn mana. Tí ăn và lưu chứ anh lấy hồi chiêu. Giờ chưa cần lắm. Thì chứ đi rừng sung sướng lắm rồi đó. Nãy giờ là blue được ăn rồi đó. Có một con blue rồi đó. Cũng giải gì vậy? 20 phút 20 minh có mẹ. Bớt chết rồi. Biết sao giật không? Mà tại mày chơi cái hàng này á. Mày bấm vô cái hình ảnh mày là giờ trở về ban đầu đi. Bấm một con người về nhà mày bấm một con hình ra hết rồi. Chạy đi anh, em quên ạ. Dí anh hồi nó chết luôn. Đậu. À, vô mô rồi, hàng vừa. Bạn tàn sinh giáp. Anh tàn tay ra cả anh.
nổ quá. Đi phản ứng với tôi hả? Chuẩn bị chat on lên chửi nè. Mấy ông này, mấy ông này thi phản xạ với tôi. Chuẩn bị chat on lên chửi nè. Thi phản xạ với tờ râu kìa. Ôi, về một lần mua cái tấn đồ. Sao được thần kiếm rồi? Bạn sao bạn kêu bạn ba quá. Giờ tôi cái này có cái này rồi ông sẽ biết ông làm gì tôi nữa. Rồi lên sách chiêu hồn nhé. Đi với team 20GG. Bạn học được đều đẹp ballad rồi nha. Dạ, đó là thử với cái đèn quạt trả rồi. Đã, đếm. Give me the coordinates. Nó W anh chết. W anh chết kìa. Red đứng ngó gì vậy? Một mày. Thôi cũng được acid. The Red cũng được acid. Đứng xong rồi phá lên kém kìa. Chứ quỷ khí nó. Quỷ khí nó nhả lại cái W anh mới chết đấy chứ. Nó sao lần này không e nó. Không thấy. Nó nhả lại cái W anh chết well. Buồn thiệt. Đồ style coi. Style lên đồ. Dùng nước không trời. Bắn người dính bắn cóc hụt cóc đứng yên chỗ bắn hụt kìa, thấy không, chứ không ai thấy đâu. What's their position?
ăn đi, bảo kê cho. Đứng lên bảo kê cho. Trời ơi, hack não. Thôi, thiệt với mấy bạn chửi tuôn thiệt á. Đánh giống quá mà. Đừng ém. Đừng làm vậy, sách chiêu hồn của anh. Đánh vậy chịu rồi. Đánh vậy mấy bạn chửi tuôn đúng hả rồi. Mà sao là nổi tí. Khá khá. Luôn à, bên trái vậy. Hộp bữa một bữa. Phải ăn luôn rồi, đánh đấm gì nữa. Không về có đánh nào. Anh thầy. Em làm cây á. Bỏ ly xin đi nha em, bỏ nha. Không lợi có đánh nào. Bỏ ly xin nha, đừng có đừng cầm ly xin muốn. Đó, cứ làm.